nè, đây là chồng em nè quý vị nè, này là chồng em nè, nhưng mà lấy em đó, đánh em quá em cho chạy bàn luôn, nếu không chạy bàn em đánh lại. Cái đi thì nói chung ra là Thi lấy chồng thì ít có bị chồng đánh lắm. Thi đánh chồng lại thì có, chứ Thi không bị đánh chồng đánh. Tại vì chồng đánh Thi là Thi lên gói, xuống gói, ốc ao mày liền rồi. Cho nên là Thi ít bị chồng đánh. Sẽ với tất cả anh chị em nào có chồng, ví dụ mình không phù hợp thì mình nên bỏ đi sớm, đừng để chồng đánh mình. Ví dụ mà lấy chồng mà bị chồng đánh là em phải chạy liền. Nó chuẩn bị cầm cái ghế lên cái, nó khoan mình cái, mình chạy liền. Còn cái thứ mà mình nhơi nhơi mà đánh đi, mày đánh đi, mày đánh đi là nó đập mày luôn. Đó, đây là ba khía, 200 ngàn một hũ, cả nhà đem về có thể trộn tỏi với ớt, với chanh vô thêm. Tai heo ngâm chua ngọt 120 ngàn, rất là ngon, cả nhà có thể thưởng thức nha. Và có nhiều món ăn. Và không gian quán thì bữa nay á, Thi sẽ lót thảm cho tất cả anh chị em ngồi nè, mới mua thảm mới luôn đó. Hết 1,2 triệu nha quý vị. Lót thảm mới tại vì tháng mưa này nè, nếu mà mọi người vô mà không có thảm á, là đi nó bị trơn, giống như sàn catwalk vậy đó. Miss Grand Ti Thi 3014 diesel from Vietnam. Để cho tất cả anh chị em biểu diễn thời trang, ăn gỏi và bước vô thảm đỏ, lên lầu ăn cũng được, vô trong ăn cũng được, ngoài ăn cũng được. Quý khách ăn gỏi đu đủ, Ti Thi vui lòng gửi xe đối diện. Thi chạy xe tâm nhông đi lên gửi xe. Vì anh đó dễ thương quá ha. Anh đẹp mà anh đẹp lão. Rồi từ Hải Phòng chạy vô đây luôn. Rồi vô đây ăn gỏi có được không? Ăn gỏi không được, ăn món khác. Rồi có vợ chưa? Chưa. Vậy là chơi blue rồi. Vậy là blue phải không? Màu xanh. Màu xanh, lấy màu tím. Xanh với tím vui vẻ. Đây ơi. Vậy là anh là tím, anh là xanh. Chấn động vậy. Hai người quen nhau lâu chưa? Và bây giờ thì sẽ vô quay cái món ăn tại quán nhà Ti Thi. Bữa nay thì làm cho nhân viên Thi ăn để lấy sức á. Gà kho mặn, ba con gà. Cái này là ăn buổi trưa thôi đó. Đây, chân gà rút xương Thi ngâm nè. Quá trời luôn. Đây là tôm luộc chuẩn bị đem ra bán. Tủ lạnh quá trời rồi nghe mọi người đó. 1, 2, 3. Mà để chân gà không luôn, bò viên, chả giò. Đây là gia vị để nấu trà. Trà ngày thì bán 4 nồi này nè mọi người. 1, 2, 3, 4. 4 nồi đây là nước gà. 1, 2, 3. 3 cái nồi bự, 300 mấy chục lít á. 3 nồi này. À, cái này là xả. Xả mà Thi sắc để vô chân gà rút xương á. Mới làm luôn nha quý vị. Cho nên chuẩn bị đổ vô để ngâm. Còn đu đủ người ta gọt vỏ sẵn vậy nè, ta đem lại cái bắt đầu cái thì rửa, rửa xong rồi bào. Bào xong rồi rửa tiếp, tại vì sợ mủ quá. Còn đây là chỗ tủ lạnh để trái cây. Cái tủ lạnh này thì Thi mua lúc mà Thi mới mở quán luôn nha quý vị. 4 năm mấy rồi đó. Lúc mà Thi mới mở quán đầu tiên luôn á. Là cái tủ này là Thi mới mua đầu tiên, bây giờ Thi để lại tủ chè. Mà công nhận cái tủ này xài bền nha, Alaska này xài bền. Với tủ này. Tủ này là ngày Thi khai trương quán. Là 4 năm rưỡi vậy đó. 4 năm rưỡi vậy đó xài vẫn được luôn nè. Để tủ đông để tôm. Còn những cái đồ ăn này là Thi mua cho nhân viên Thi ăn không nè. Phở, mì. Là để đây với sao không? Tại vì đồ ăn là ăn hả liên tục. Rồi đói ai đói mới ăn. Là mua để sẵn. Tủ lạnh nhiều quá trời luôn, đây là một tủ gà nè thấy không? Khi đem ra đây là đóng hộp gì rồi, cái để vô tủ đông đó. Cái đe bán hết cái này mới đem ra. Đó lạnh ghê không mát. Đây nữa nè, đây một tủ nữa nè. Một ngày là bán phải từ 4 tủ này. 2 tủ, 3 tủ, 4 tủ, đúng 4 tủ, một ngày bán đúng 4 tủ. Còn nước chấm này á, là một ngày bán á. Cái tiền nước chấm không là một ngày bán hết 1,5 triệu á. Tiền nước chấm không 1,5 triệu. Còn cái này là cái máy xịt khói Thi mua ha. Còn cái này là cái máy giặt khăn để lau bàn. Thi lau bàn cho khách á. Nói chung ra là cái gì Thi cũng mua hết. Và đặc biệt nữa thì càng ngày càng phát triển, càng ngày bán đồ ăn nhiều. Bữa nay Thi ăn cơm chung với gà xào gừng với lại gao lan. Một ngày là một đứa nhân viên á là ăn á là hết 150. Một đứa. Sáng ăn 40, trưa ăn 40, chiều ăn 40-50. Tại vì sao? Buổi sáng với buổi chiều á, buổi tối là Thi không có nấu cơm. Thi mua cơm tiệm ăn không à. Cho nên là một ngày ăn từ 4 triệu cho đến 5 triệu. Một đứa ăn từ 50 là buổi sáng, buổi chiều là hết 100. Buổi trưa cho đứa 40 nữa. Là chưa tính tiền mua trái cây ăn riêng á nha. Chưa tính ba cái lộn xộn ăn cái gì riêng á. Là mua nữa. Tại vì buổi trưa phải rảnh rỗi cái miệng ăn tiếp mà, ăn ngày 4 tử. Và sau đây thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em. Bữa nay là ngày thứ tư cho nên cũng hơi lai rai. Mấy bữa nay trời mưa cho nên bán đủ sống đủ ăn. Tại vì cũng gần tới ngày đi du lịch rồi cho nên là bán được ngày nào đỡ ngày đó. Bữa nay mới cạo gió đầy luôn nha quý vị. Bữa nay cạo gió đầy lưng luôn mới sáng.
tại vì mệt quá, đuối quá, cạo gió, nhưng mà phải gắng cố gắng mà đâm gỏi thôi. Cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến nha. Bây giờ thì ăn cơm. Đặc biệt nhà Thi mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối tại app Grab Shopee Phú tìm kiếm Thi gọi đi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến. Chúc tất cả anh chị em nhớ đăng ký kênh subscribe của Thi nha. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em chương trình HTV Thi vào ngày mai.